Tổng thống Trump trao đổi với Tổng giám đốc công ty Boeing. Vào thứ Ba ngày 12 tháng 3, Tổng thống Trump và Tổng giám đốc hãng Boeing Dennis Muilenburg đã có một cuộc điện đàm sau khi Tổng thống Trump lên Twitter bày tỏ ý kiến về việc điều khiển phi cơ ngày nay trở nên quá phức tạp như thế nào. Tweet của Tổng thống Trump không chỉ tấn công vào hệ thống anti-star của Boeing 737 MAX 8, mà đặt nghi vấn rộng lớn hơn về những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong ngành chế tạo phi cơ an toàn hơn trong những thập niên gần đây. Lỗi kỹ thuật của hệ thống anti-star là tình huống nguy hiểm mà phần chuyển động nâng cánh phi cơ không còn đủ để chống lại trọng lượng của nó, khiến mũi phi cơ bị kéo dốc lên, phi cơ bị mất kiểm soát và rơi. Trong vài ngày qua, công ty Boeing đã bị mất hàng tỷ Mỹ Kim sau khi cổ phiếu sụt giá.